ba kỹ thuật mà mình trình bày ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta thấy được là trước khi đến với kênh của bạn thì khán giả xem clip nào. Sau đó khi được đề xuất thì khán giả xem clip nào ở trên kênh của mình. Không phải tất cả các video mà người ta xem đều là đến từ nguồn lưu lượng đề xuất. Nó có thể đến từ các nguồn lưu lượng khác như là từ tìm kiếm chẳng hạn, hoặc là nguồn lưu lượng từ bên ngoài. Đồng thời sau khi xem video của bạn xong thì người ta sẽ xem tiếp video clip nào. Kỹ thuật thứ nhất là tìm hiểu video nào đề xuất cho kênh của bạn. Thì để làm như thế, chúng ta vào phần số liệu phân tích của kênh, nhấp vào tab phạm vi tiếp cận, và ở trong cái tab này chúng ta sẽ thấy kéo xuống bên dưới sẽ có loại nguồn lưu lượng truy cập. Mình bấm vào xem thêm ở đây. Ở góc trên bên phải này chúng ta sẽ chuyển thành 90 ngày qua. Tại sao lại 90 ngày? Đơn giản là vì YouTube vận hành dựa trên quảng cáo, mà các công ty quảng cáo, các nhãn hàng thì luôn luôn sắp xếp, luôn luôn triển khai những cái ngân sách của người ta, các chiến dịch quảng cáo theo quý. Cho nên là một cách tự nhiên, nếu chúng ta để ý sẽ thấy cái luồng đề xuất, luồng view của YouTube nó cũng lên xuống theo quý. Trên toàn bộ kênh của mình hoặc là ở trên từng video một, các bạn cũng có thể nhìn thấy cái nguồn lưu lượng truy cập đến với kênh của mình đến từ những nguồn nào. Cái này cũng giống như khi mình bán một quán ăn, nếu mình biết được cái nguồn khách của mình đến từ đâu thì mình có thể điều chỉnh được cái chiến lược để xây dựng món ăn, làm món ăn và tất cả mọi thứ khác, thậm chí cả thiết kế quán để phù hợp với cái nguồn khán giả đấy, có cái nguồn khách đấy. Cụ thể là video đề xuất, thứ nhất là video đề xuất. Chẳng hạn khi khán giả xem một clip này ở trên YouTube thì ở phía bên phải này, ở trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện các video gợi ý. Thì chính là cái những cái video này được được gọi là video đề xuất, video được đề xuất. Còn cái video mà đang xem này là chính là cái video đề xuất. Thì nếu mà kênh bạn nó nằm ở bên phía tay phải này thì nó sẽ nhận được nguồn lưu lượng từ video đề xuất này. Còn ở trên màn hình điện thoại thì nếu khán giả đang xem một video, những cái video bên dưới chính là video được đề xuất, và cái video mà khán giả đang xem đó chúng ta gọi là video đề xuất. Nguồn lưu lượng thứ hai phổ biến ở trên YouTube là nguồn lưu lượng các tính năng duyệt xem. Nếu các bạn rê chuột đến lên dấu chấm hỏi này sẽ thấy định nghĩa của YouTube là lưu lượng từ trang chủ, từ màn hình chính, nguồn cấp dữ liệu đăng ký và các tính năng duyệt qua khác. Tức là ở chỗ này nói là những khán giả đăng ký kênh của bạn, hoặc là những khán giả đã từng xem video clip ở trên kênh của bạn, nói chung là fan của mình, là các tính năng duyệt xem này. Nguồn lưu lượng thứ ba là nguồn lưu lượng tìm kiếm ở trên YouTube. Cái này khá là rõ ràng đúng không? Khi khán giả gõ vào, ví dụ ở đây mình tìm kiếm chữ video xây dựng, những cái kết quả tìm kiếm từ đây là tạo ra nguồn lưu lượng đến từ tìm kiếm. Đấy là ba nguồn lưu lượng lớn nhất, luôn luôn lớn nhất ở trên YouTube mà chúng ta phải quan tâm. Ngoài ra có các nguồn lưu lượng nhỏ khác như bên ngoài này, các tính năng khác của YouTube này, màn hình kết thúc, vân vân. Trong các cái nguồn lưu lượng này ấy, thì nguồn lưu lượng quan trọng nhất mà chúng ta phải tập trung nghiên cứu làm cách nào để lọt được vào càng nhiều càng tốt chính là nguồn lưu lượng đến từ video đề xuất. Cái này cũng khá là dễ hiểu vì hai lý do. Lý do thứ nhất là như mình vừa trình bày, cái đặc điểm của video đề xuất ấy thì 99% khán giả ở trên YouTube rất là thụ động. Thì thông thường ấy là người ta được đề xuất cái gì thì người ta xem cái đấy. Nhất là trong cái sự phát triển của thuật toán trong thời gian gần đây thì cái sự đề xuất rất là chính xác.
đúng video cần xem, đúng người cần xem và đúng thời điểm người ta cần xem. Lý do thứ hai nữa là nếu mà chúng ta nhìn vào dữ liệu lớn, ở đây mình có dữ liệu của hàng ngàn kênh YouTube trong thời gian 365 ngày qua. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là 65 tỷ view ha, một cái cơ sở dữ liệu rất là lớn. Thì cái màu xanh dương này, video đề xuất chiếm tới 51%. Các tính năng duyệt xem là view đến từ fan của các bạn ấy là 26,8%. Hơn nữa ấy, thì để có được cái tính năng duyệt xem này ấy, thì thông thường cũng bắt đầu từ video đề xuất. Người ta được đề xuất, người ta thấy, người ta phát hiện ra kênh của bạn, người ta đăng ký thì mới trở thành fan của bạn, rồi mới xem. Cho nên là thông thường hiện tại ấy, người ta vẫn nói là tính năng duyệt xem này cũng là một dạng đề xuất, hay người ta thường gọi là đề xuất trang chủ. Như vậy tổng hợp của hai cái nguồn lưu lượng này chiếm đến năm 2 là 78% nguồn lưu lượng ở trên YouTube. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta phải hết sức lưu tâm nghiên cứu cái nguồn lưu lượng này. Khi các bạn click vào cái video đề xuất này, nó sẽ hiện ra một danh sách trong vòng 90 ngày vừa qua, những video clip nào đề xuất cho kênh bạn nhiều nhất. Ở đây có thể là clip ở trên kênh khác, ví dụ như cái video clip này là ở trên kênh khác. Nếu mà nó có cái biểu tượng biểu đồ này thì là những video clip ở trên kênh của bạn. Mình lê chuột lên đây, nó sẽ hiện lên cả tiêu đề, cả hình đại diện và cả ngày tháng up video. Thì mình sẽ chụp hình lại. Cái này mình sẽ làm 10 cái. Khi chụp hình xong hết các cái video đề xuất đó thì chúng ta có thể xếp các cái hình ảnh đó bên cạnh nhau như thế này, và sau đó mình cứ nhìn thôi phát hiện ra những cái gọi là những cái mô thức nào giống nhau. Đây không phải là những cái video mà nhiều view nhất nha, lưu ý nha, đây không phải là những video được nhiều view đề xuất nhất, mà là chỉ là những video đề xuất đến kênh của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng ấy, là một khi mà thuật toán đã đề xuất ấy, thì có một sự liên quan tương đồng giữa video này với video trên kênh của ta, đặc biệt là sự tương đồng về mặt khán giả, tại vì thuật toán chạy theo khán giả. Như ở trong trường hợp của kênh Đời Thợ Xây này, chúng ta có thể nhận thấy là tỷ lệ mà có phụ nữ xuất hiện ở trên hình đại diện rất nhiều này. Đấy là một điểm. Ở trong cái tiêu đề tức là chủ đề ấy, thì cũng là những cái chủ đề về phụ nữ mà tham gia vào xây dựng, ví dụ như thợ xây toàn phụ nữ không đàn ông này, hay là đội thợ xây phụ nữ xây móng gạch đẳng cấp, chị gái Hưng Yên xinh đẹp, vân vân, đúng không? Chẳng hạn, hoặc cái hình này cũng là một người phụ nữ này. Mặc dù cái tiêu đề không hề có gì liên quan đến phụ nữ ha, nhưng mà chúng ta có thể thấy là thuật toán đề xuất rất chính xác, không cần phải đến từ khóa. Đơn giản thôi, tại vì như chúng ta đã biết là hiện tại thuật toán đã có thể nhìn thấy ở trong video của mình có cái gì. Cho nên là mình luôn luôn nhắc lại là đến thời điểm hiện nay, cái việc SEO YouTube ấy, nó không quan trọng về key nữa, không quan trọng về keyword nữa, không quan trọng về từ khóa nữa, quan trọng về chủ đề, và bạn phải lưu ý về khán giả của mình. Hoặc là một cái điểm lặp đi lặp lại thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy là hai cái video này đều là liên quan đến chủ đề phào. Thì thông qua những cái
mô thức lặp đi lặp lại như thế, chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm. Khi các bạn làm như này mỗi một kênh hoặc là mỗi một thời điểm các bạn làm nghiên cứu, sẽ thấy cái thông tin dữ liệu nó rất là khác nhau. Thì tùy theo cái tình huống hiện tại như thế, chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược, nội dung cho phù hợp với kênh của mình. Một số điểm cần chúng ta thường phải lưu ý là, thứ nhất là trong hình đại diện có người hay không có người này. Đấy là những câu hỏi mà chúng ta đặt ra để phát hiện ra mô thức. Trong hình đại diện có chữ hay không có chữ. Đấy. Rồi chủ đề là gì? Rồi màu sắc của những cái hình đại diện này là gì? Tại vì có rất là nhiều trường hợp mà có những cái chủ đề mà rất là đặc trưng. Ví dụ chẳng hạn như chủ đề YouTube mà mình làm chẳng hạn, thì cái màu sắc màu đỏ và màu đen của YouTube nó đóng vai trò rất là chủ đạo. Cho nên là nhiều khi ví dụ như mình làm video mà không phải màu đỏ màu đen này nữa, sang một màu khác, cái hình đại diện mình để một màu khác, thì nó sẽ nổi bật hơn giữa những video đề xuất. Đấy là chúng ta nghiên cứu những video nào đề xuất kênh của ta. Nhưng mà cái này nó có một số hạn chế. Chẳng hạn như đối với những kênh nhỏ ấy mà cái nguồn dữ liệu chưa nhiều, thì thông thường chúng ta sẽ nhìn thấy những cái video đề xuất này nó khá là ngẫu nhiên. Nhiều lúc nó không liên quan gì đến cái chủ đề của mình làm cả. Cái điều này, cái này sở dĩ như thế là tại vì cái thuật toán của YouTube khi nó chạy theo khán giả ấy, ví dụ như khán giả của bạn đang cũng thích xem về xây dựng, nhưng đồng thời cái người khán giả đấy cũng lại thích xem về nấu ăn, thích xem về bóng đá, những chủ đề khác, thì người ta cũng đề xuất thử. Cho nên là trong giai đoạn ban đầu ấy, cái số lượng này nó khá là ngẫu nhiên và nó không cho ta biết nhiều thông tin. Chúng ta phải chọn ra. Ở Việt Nam mình nhận thấy có một hiện tượng là các bạn cũng biết cách nghiên cứu ở cái chỗ video đề xuất này. Tuy nhiên là tại vì mình ham có view ban đầu mà, cho nên là mặc dù nhiều lúc, mặc dù thuật toán nó đề xuất ngẫu nhiên, nó không đúng cái chủ đề mình làm, nhưng mà mình vẫn cố chạy theo mình làm, thành ra là không đúng cái sở trường của mình. Thành ra là cái kênh cứ càng làm thì, một là nếu kênh lên thì nó rất là vất vả, rất là stress, tại vì đấy không phải là thứ mình thích. Hoặc là hai ấy, là làm nó không lên. Để tránh được những cái hạn chế như thế thì chúng ta nghiên cứu xem là cái nguồn lưu lượng đề xuất này nó nằm ở trên những video nào nhiều nhất. Rê chuột lên đây, xong rồi rê chuột lên cái nút YouTube này, phải bấm phải chuột và mở bằng tab ẩn danh, mở bằng cửa sổ ẩn danh. Chúng ta phải mở bằng cửa sổ ẩn danh, tại vì nếu không thì cái kết quả đề xuất này ở bên này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi lịch sử xem và hành vi xem của các bạn. Danh sách này là danh sách những video được đề xuất, và chúng ta sẽ để ý xem cái clip tiếp theo được đề xuất mà là của kênh mình là clip nào. Đây chính là clip mà được đề xuất nhiều nhất. Rất có khả năng là nếu mình làm clip theo đúng theo cái clip này thì khả năng được đề xuất sẽ rất cao. Cái động tác chúng ta làm là chúng ta lại chụp hình cái danh sách đề xuất này lại. Làm tương tự với video thứ hai. Danh sách đề xuất kia, chúng ta lại sắp xếp lên. Ở đây mình dùng cái page, dùng cái number của
của Mac ở trên Windows, các bạn có thể sử dụng Excel hoặc là bất cứ một cái gì, các bạn cũng có thể in ra giấy xong rồi rải ra sàn nhà, nhìn cho nó dễ nhìn. Mình tập trung chú ý vào những cái clip nào mà được đề xuất mà là kênh của mình ha. Thì ví dụ như đây là clip này, chủ thầu sinh nhật miền Bắc, ở đây là ở cái danh sách này nó không có, còn danh sách này là cái clip này, trước khi đổ bê tông cho móng nhà hãy chú ý, vân vân ha. Và chúng ta xem những cái clip nào được lặp đi lặp lại nhiều nhất nha. Chẳng hạn như ở đây là có, các bạn có thể nhìn thấy cái clip này này, cái cắt chỉ này, nhìn cái màu vàng, hai cái màu áo vàng này, nhìn nó nổi bật này, nhìn thấy ngay ha. Đấy, thì cũng tương tự như ở cái kỹ thuật lần trước, cái clip này cũng lặp đi lặp lại này, Cheerful Woman đây, và clip này cũng giống như ở cái kỹ thuật trước mình đã trình bày, thì chúng ta tập trung lưu ý là cái hình đại diện như thế nào, chủ đề nào, lặp đi lặp lại nhiều lần, và thậm chí cả thời lượng video nữa. Nếu mà cảm thấy cái thời lượng video nó cũng lặp đi lặp lại thì chúng ta chú ý làm những cái video clip, ví dụ như mình thấy lặp đi lặp lại là những cái thời lượng ngắn dưới 5 phút chẳng hạn, thì mình làm clip dưới 5 phút. Nếu mà lặp đi lặp lại là thời lượng ví dụ như trên 20 phút chẳng hạn, thì mình cũng làm những cái clip tương tự như thế. Kỹ thuật thứ ba để tiếp tục mở rộng cái chủ đề của mình, tiếp tục mở rộng xem là mình làm những cái gì thì sẽ xác suất được đề xuất cao nhất, là chúng ta tiếp tục mở rộng cái luồng đề xuất này ra để xem. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta tìm xem là những cái clip nào mà không phải ở trên kênh của mình mà lại được đề xuất, thì chúng ta sẽ mở cái clip đấy ra để xem là sau khi xem những cái clip đấy thì YouTube nó sẽ đề xuất tiếp cái gì, tức là sau khi xem video clip của mình thì khán giả sẽ đi đâu, cái luồng đề xuất ở trên toàn bộ nền tảng YouTube liên quan đến chủ đề của mình nó đang như thế nào, những khán giả của mình đang xem thì nó sẽ thế nào, mình xem là mình liệu có thể làm được như thế hay không, có mở rộng được kênh của mình ra hay không, tìm kiếm những khán giả mới hơn hay không. Thì ví dụ như ở đây mình thấy là cái clip tiếp theo được đề xuất mà không phải kênh của mình là làng đàn bà hút thuốc lào say như điếu đổ. Chúng ta sẽ vào ở trong YouTube, gõ thẳng trực tiếp vào ô tìm kiếm, cũng tương tự như ở hai bước trước, chúng ta sẽ mở bằng tab ẩn danh và chụp lại cái danh sách video được đề xuất. Cái clip này, thi công đổ bê tông theo công nghệ mới, Thika Production. Chúng ta có thể nhận thấy là cái tỷ lệ mà chủ đề về đổ bê tông xuất hiện khá nhiều ở trên cái danh sách đề xuất này ha. Tùng, nếu xem clip này thì em lưu ý nha. Đây, chẳng hạn như ở clip này, các bạn có thể thấy là cái clip mà chúng ta cần tìm là cái clip này, nó tận nằm ở phía rất sâu ở dưới kết quả tìm kiếm. Như vậy là rõ ràng đối với cái clip này ấy, thì cái lưu lượng đến từ tìm kiếm của nó khả năng nó sẽ rất rất ít, mà trong khi cái lưu lượng đến từ đề xuất thì nó rất nhiều. Tức là chúng ta có thể thấy rõ ràng là nhiều khi
nếu chúng ta tập trung cái năng lượng của mình, cái kỹ thuật của mình, mọi thời gian của mình vào cái lưu lượng đến từ tìm kiếm ấy, thì chúng ta sẽ không xây dựng được lưu lượng đến từ đề xuất. Khi có những cái hình chụp như thế thì chúng ta cứ đặt bên cạnh nhau như thế này và tiếp tục ngồi tìm xem có những cái mô thức nào giống nhau lặp đi lặp lại xuất hiện. Đấy. Giữa chẳng hạn như ở đây chúng ta có thể thấy là tỷ lệ chữ xuất hiện ở trên hình đại diện nó rất là thấp này. Ha tung, xem lưu ý nha. Rồi chúng ta có thể phát hiện ra những cái chủ đề mới mà nó rất gần với kênh của mình, khán giả của mình xem rất nhiều nhưng mà mình chưa đụng tới, và mình nếu mà mình muốn thử nghiệm những cái chủ đề đấy thì rất có thể sẽ được đề xuất có nhiều view. Móng nhà chẳng hạn này ha. Rồi có cả đào giếng luôn này. Những cái nào mà mình thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đương nhiên chắc chắn là cái luồng đề xuất rất mạnh. Còn ngoài ra mình có thể phát hiện ra được những đề tài khác. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber, chúng ta tự hào sáng tạo.